chúng ta xem kỹ cái bộ phim mà kể về Đức Phật, kể về cuộc quá trình mà Đức Phật sanh ra trong cõi đời này cho tới mà giác ngộ hoàn toàn. Thì cái bộ phim nó dựa trên cái cuốn sách Đường Xưa Mây Trắng của thầy Thích Nhất Hạnh. Thì trong đó nói về cái phương diện là chúng ta cứ nghĩ là nói về Phật là vô thần, Phật không có bác hết tất cả vô thần. Thật sự chúng ta phải coi cho kỹ ở trong Phật, trong giáo Phật pháp á, thờ cũng phải đi qua nhân đạo, thần đạo, thánh đạo, rồi Bồ Tát, rồi Phật. Thì trong trong bộ phim đó này, lúc mà Phật còn nhỏ, còn còn là thái tử, là ngài cũng đi 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 qua nhân đạo, là cứu giúp những người yếu kém hơn mình, cứu giúp những người bị bất công, bị đời, bị mạnh hiếp yếu, rất là nhiều chuyện đó. Thì cái đó là nhân đạo đó. Phật cũng phải đi, thái tử lúc đó là thái tử sống vì nhân đạo, nhân đạo, rồi dần dần lớn lên rồi bắt đầu là thần đạo. Thần đạo là sự đấu tranh để đấu tranh để giành lại cái phần lợi cho bên bên thiện, cho bên người tốt, cho bên người hiền lương. Thì sự đấu tranh thì thần đạo, thì Phật cũng đi qua cái giai đoạn đó. Lúc mà dùng nói không được thì dùng vũ lực. Lúc mà khi mà thái tử phẫn nộ, khi mà anh của ngài ức hiếp người người dân ha, ức hiếp người này kia, rồi ngài cũng rất là bức xúc, phẫn nộ về đánh anh mình luôn này kia, rồi cũng dùng vũ lực. Cái kiểu mà phẫn nộ của cái sự đấu tranh để tranh giành là cái sự công bằng, binh vực người người yếu kém đó. Thì đó là đi qua thần đạo rồi, còn đó là lên lên thánh đạo, là cả cái việc mà ngăn chặn chiến tranh đó, mà bên kia người cứ nước kia muốn chiếm nước nước bên của thái tử đây, muốn đánh nhau mà ngài cũng không có thể chiến thắng được đó, có thể nắm quyền được cái đất nước kia đó, nhưng mà ngài cũng không có làm cái kiểu giống như là bất nhân, mà ngài vẫn tha thứ và vẫn buông tha cho họ, rồi ký hòa hiệp thôi. Ý hòa hiệp là mọi người đều bình an, được hạnh sống hòa bình hạnh phúc. Cái đó là cũng như là nếu mà thần đạo thì sẽ triệt cái bên tà để cứu bên chánh, còn lên tới thánh đạo thì vừa cứu được bên bên chánh mà còn bao dung cả bên tà, rồi thánh đạo, rồi thánh lên bậc thánh. Rồi mới khi mà cái việc đó xảy ra xong rồi, mà đến nỗi mà cứu bên bên chánh, bao dung bên tà, mà cuối cùng tà cũng 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 bị những cái kiểu mà mâu thuẫn này kia đó, cũng quay lại lúc mà thái tử đi vắng nha, nhà đó đi vắng nhà, thì ở nhà bên kia nó tặng lợi thừa thời cơ lúc mà thái tử không có, đem quân đến tàn sát đất nước của thái tử bên đây. Bởi vậy bao dung người tốt mà rốt cuộc cũng bị ăn hiếp, nhưng mà ngài vẫn là ấy. Thì lúc đó cái giai đoạn đó là giai đoạn ngài đi qua thánh đạo, rồi sau mà ngài nghĩ là cô không được, cái phương diện phương cách này cô không có thể tìm ra cách giải quyết, nên nó ngài mới đi đi hành Bồ Tát, là lúc đó mới thật sự là đi tìm đạo, rằng đi đi tìm chân lý để làm sao mà, tại vì khi con người ta hả, mình cứu bên tà, mình trừ bên chánh, mình đứng bên tà, thì cuối cùng mai mốt á, cái mình cứu bên chánh trừ bên tà, thì chánh nó lên đỉnh điểm rồi thì cũng cũng quay trở lại tà, có nghĩa là âm lên cực dương thì sẽ quay trở lại cực âm, tại vì âm dương nó sẽ lưng lưng hồi qua lại. Cái đó là cái vòng lặp của vô cực, của là của chân lý. Chân lý thì cứ hết âm rồi tới dương, hết dương rồi tới âm, cứ hết hết chánh rồi tới tà, hết tà tới chánh, thì thành trụ hoại diệt, thành trụ hoại diệt, cứ cứ xoay vòng vòng hoài, muôn đời muôn kiếp không bao giờ mà ngừng lại đó. Thì Phật nói là trước khi Phật ra đời là chân lý đã có sẵn, muôn đời muôn kiếp cứ thế xoay vần
Bởi vậy giờ chỉ có làm sao mà Phật tìm được cái giác giải thoát, có nghĩa là giải thoát nội tâm. Khi mà Phật giác ngộ ra rồi, Phật mới biết là chân lý ở bên ngoài thì vẫn có trắng có đen, có tốt có xấu, có thiện có ác, có tất cả hai mặt kia. Nhưng mà ở đó là bên ngoài, còn cái nội tâm bên trong chúng ta là giải thoát, có nghĩa là chúng ta ở trong ác hay chúng ở trong khổ, chúng ta hay trong khổ hay trong sướng, thiên đàng hay địa ngục, vì tâm của chúng ta cũng không có bị dính mắc. Nó như hoa sen gần bùn mà chẳng thấy ta mười bùn. Cái ý nghĩa mà Phật giúp chúng ta giải thoát là giải thoát cái nội tâm, giải thoát cái tâm lý bị trói buộc ở trong sung sướng, hay là bị trói buộc ở trong cái đau khổ đó. Thì cái quan trọng là đạo Phật là vậy đó, đạo Phật là giúp chúng ta thoát ra được cái trạng thái bên sung sướng mà mình cũng bị chìm đắm ở trong cái sung sướng đó. Chìm đắm sung sướng thì gọi là thiên đàng đi, gọi là cực lạc đi. Còn mà khi mà chìm đắm ở trong khổ đau thì cái đó là địa ngục. Bởi vì cái vướng mắc của tâm hồn vô trong hai cái cảnh giới đó, chứ không phải là trừ làm sao cho sang bằng luôn cả tất cả cõi địa, cõi khổ, chỉ còn cõi sướng không, thì không có chuyện đó. Không có thể nào muôn đời, không có thể nào được, cái đó là chân lý. Nếu mà không có mặt tối thì làm sao mà có mặt sáng. Chỉ điều là Phật là người do thoát ra, hiểu ra được hết cái mặt tối mặt sáng, thì không có còn dính, để cái tâm lý dính vô trong đó thì sẽ không khổ. Đó thì Phật giúp chúng ta là vậy đó, là cái tư tưởng Phật là vậy đó. Đó, cái tư tưởng của Phật là giúp chúng ta vậy, chứ không phải là Phật là bác hết tất cả mọi thứ. Tại vì khi mà Phật biết được, cho dù ở chúng ta có làm tốt cỡ nào đi nữa thì cũng khổ, không khổ chỗ này cũng khổ chỗ khác. Khi mà tâm lý chúng ta chưa có tự tại được ở trong cái tốt thì chúng ta cũng vẫn khổ thôi. Đó, còn hả chúng ta làm ác cỡ nào đi nữa thì cái ác đó nó cũng là hậu quả, có a có khổ. Thì chúng ta cũng chưa có tự, cũng không thể nào tự tại, thông dong tự tại được. Bởi vậy nên như vậy, Phật cũng thừa biết là tại sao Phật sử dụng áo cà sa, cái ý nghĩa của áo. Tại vì Phật biết được nguyên lý như áo màu vàng ha, áo sao rồi các thửa ruộng thì tất cả đều là giống như mình gọi là phong thủy hay là tử vi vậy. Phật biết là cái tình huống này sẽ dùng cho cái người này như thế nào cho nó phù hợp với tâm lý người này, thì tất cả cái đó cũng gọi ấy. Nhưng mà Phật không có dùng cái ngôn ngữ để sợ người ta bị dính, bị lệ thuộc vô trong đó, lệ thuộc vô bói toán, lệ thuộc vô thần thánh, lệ thuộc vô cái tâm lý mà này kia đó. Thì Phật là cái người đã ở trên, đã thấy ra hết hai mặt tối sáng rồi, thiện và ác. Thì khi mà Phật chỉ giúp được những người mà có cái duyên lớn, là duyên mà có thể từ bậc nhập lưu là bậc thánh đầu tiên cho tới a la hán đó, thì Phật chỉ giúp được những người đó thôi. Là có nghĩa là Phật chỉ nói cái chuyện của Phật nói là giúp người ta giác ngộ luôn, chứ không phải là còn những người nào người ta còn vướng, người ta chưa có đi qua hết nhân đạo thì người ta không thể nào hiểu được thánh đạo. Mà người ta chưa đi qua hết thánh đạo thì người ta không thể nào là đi được Bồ Tát, hay là chưa thể nào mà vào hàng giác ngộ, vào cái con đường kia mà gọi là nhập lưu, là xuôi dòng giác ngộ giải thoát đó. Nên Phật đâu có cái thời Đức Phật, Phật không có chú trọng cái rất là nặng này, để Phật biết rằng ai cũng phải đi qua giai đoạn đó xong đi rồi mấy. Nên cái việc mà cái duyên của Phật là Phật giúp các vị A-la-hán tỉnh ngộ ra, thì rồi các vị nó mới đi theo cái bản bổn nguyện của các vị đó mà đi chia sẻ, đi chia ra mọi nơi, mọi hướng, mọi người mọi hướng để giúp mọi người nữa. Nên cái vai trò của Phật là giống như là ông huấn luyện đại học vậy đó. Bởi vì chúng ta phải, nói chung là phải tìm hiểu cho kỹ cái để thôi, chúng ta phải chấp vô này chấp vô kia, rồi bác thật sự là không học nó sẽ rất là gây mâu thuẫn rất là nhiều.